Chắc là các bạn cũng biết thông tin rồi, gần như là 100% tuyệt đối. Đấy là cái bất ngờ. Bất ngờ vì sao? Là vì tuổi tôi đã cao rồi. Có lẽ là trong các vị lãnh đạo, bây giờ tôi là tuổi cao nhất. Ấy. Sức khỏe thì cũng có hạn thôi, trình độ có hạn thôi. Và tôi cũng đã xin nghỉ rồi. Nhưng mà vì trách nhiệm của Đảng giao thì chúng tôi với tư cách là đảng viên thì phải chấp hành thực hiện cái trách nhiệm của mình.